Rồi, xin chào các em. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại vẽ một cái hoa sen tặng cho các quý thầy cô giáo. Thì cái hoa sen ở trên màn hình như thế này cũng nhìn rất là vệ sinh. Rồi, sau đây mình xin hướng dẫn các em vẽ một cái hoa sen như thế nào. Thì để quế được cái hoa sen này thì chúng ta phải bóc tách ra từng cái thành phần hoặc là tìm ra cái quy luật quế để chúng ta quế được cái hoa sen. Thì chúng ta nhìn vào trong hoa sen này, để quế được cái hoa sen này thì chúng ta còn phải quế được một cái cánh sen, một cái cánh sen, cánh sen này. Rồi sau đó chúng ta cho nó xoay, chúng ta đếm từ trong này có bao nhiêu cánh sen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 có 8 cánh sen. Thì có nghĩa là chúng ta quẻ được cánh sen đầu tiên, xong rồi sau đó chúng ta chọn nó xoay 8 lần. Và sau đó chúng ta quẻ một cái đường tròn và một cái cành, một cái nhánh cành hoa. Thì đỡ được quẻ được bài này thì chúng ta đã làm sẵn bên này rồi. Thì chúng ta phân tích cái câu lệnh để chúng ta quẻ. Để quẻ được bài này thì chúng ta đầu tiên chúng ta quẻ được cánh sen. Cánh sen như thế này. Chúng ta quẻ được nửa đường tròn. Sau đó chúng ta quay trở lại vị trí xuất phát của chúng ta, quẻ nửa đường tròn phía bên này. Nửa tròn phía này. Như vậy chúng ta có được cánh sen. Sau đó chúng ta chọn là xoay 8 vòng. 8 vòng. Thì chúng ta phân tích câu lệnh phía bên này, hoặc là chúng ta về tại vị trí bắt đầu xuất phát là vị trí 00, chúng ta cho nó xoay theo hướng 90 độ, chúng độ là hướng này. Chúng ta đi từ từng thành phần của câu lệnh. Đây là từ đoạn này tới đoạn này. Là chúng ta quẻ nửa đường tròn. Nửa đường tròn có nghĩa là cái bên về nửa đường tròn cả này. Sau đó chúng ta nhấc cái bút lên, chúng ta vừa vị trí xuất phát và chúng ta quẻ nửa đường tròn. Đó là chúng ta vẽ được cánh sen. Sau đó chúng ta cho nó lặp lại 8 lần và quay theo hướng là 10 độ, Tiếp tục chúng ta vẽ cái vòng tròn, tiếp tục là chúng ta nhấc bút lên, quay vào vị trí 00, vị trí xuất phát, chúng ta vẽ một cái đường tròn, ở cánh sen này, và chúng ta dùng cái cán, cánh sen. Đây là thủ tục vẽ vòng tròn. Và tiếp tục và chúng ta cho nó vừa vị trí là x bằng 0 y âm 100 độ, nghĩa là cái cánh sen xuống như này. Đó là bài tập của chúng ta đã được quẻ. Các bạn có thấy ở đây là cái thủ tục về đường tròn, còn đây là cái nhanh của bông hoa. Rồi, bài tập chúng ta đã vẽ xong. Chúc các em học tốt. Nhớ bấm like và chia sẻ, đăng ký cho nhiều người cùng xem. Xin cảm ơn các em đã xem video. Xin chào các em.